MC Quyền Linh tiết lộ từng gặp tai nạn đau đớn, bị thương ở chân nhưng vẫn cố gắng cứu người bệnh. Mới đây, MC Quyền Linh đã có những chia sẻ của riêng mình khi nhắc lại chuyện cứu trợ mùa dịch. Quyền Linh đi suốt ngày, suốt tháng ngoài đường, nhưng đến bây giờ vẫn tự hào rằng mình vẫn còn y nguyên, chưa nhiễm Covid lần nào. Bây giờ chỉ còn một số ít người chưa nhiễm, trong đó có Quyền Linh. Chia sẻ của Quyền Linh khiến ai cũng phải bất ngờ vì anh là một trong những nghệ sĩ lăn xả, không ngại gian khổ để đồng hành cùng người dân trong suốt những tháng ngày Sài Gòn bùng phát dịch bệnh. Người dân thường xuyên thấy một Quyền Linh hiền lành, chất phác, thường xuyên di chuyển và cung cấp nhu yếu phẩm cho bà con trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, dù tiếp xúc với nhiều người nhưng Quyền Linh may mắn vẫn chưa nhiễm Covid. Quyền Linh còn chia sẻ một kỷ niệm khi gặp Kyo Yok trong lúc vận chuyển lương thực cho người dân. Trong đại dịch, Linh vác gạo từ sáng tới chiều muốn chết luôn. Hôm đó vô tình gặp Kyo Yok đi ngang qua, ổng cũng vác phụ một hai bao, là người đổ hết mồ hôi. Tính năn nỉ Kyo ở lại lâu lâu, nhưng quay qua quay lại thấy chạy mất tiêu rồi. Bữa đó mỗi bao nặng 50kg mà có mấy người vác thôi. Linh vác cho tới tối khuya mới xong cái xe gạo 20 tấn đó, nam MC cho hay. Đáng chú ý nhất là câu chuyện Quyền Linh gặp tai nạn không mong muốn trong lúc vận chuyển bình oxy. Tôi từng vác bình oxy bay qua hàng rào để kịp chụp ống thở cho bệnh nhân thở. Tôi vừa chạy qua hàng rào thì bình oxy rơi một cái bẹp trúng vào chân. Lúc đó tôi phải vừa lết chân vừa lăn bình oxy vào trong để kịp cho người bệnh có oxy thở. Có thể thấy, dù bị thương khá nghiêm trọng, nhưng Quyền Linh không vì thế mà dừng bước. Anh vẫn cố gắng mang từng món đồ, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân cũng như những người nhiễm COVID-19. Hành động của nam MC khiến khán giả không khỏi xúc động và thầm cảm ơn những cử chỉ cao đẹp của mình trong thời gian người dân gặp khó khăn. MC Quyền Linh là một trong những nghệ sĩ luôn được lòng công chúng bởi tính cách và hành động cử chỉ cao đẹp. Quyền Linh cũng là số ít trong giới nghệ sĩ thường xuyên làm từ thiện mà không vấp phải ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.